Chào mừng các bạn đến với series video chia sẻ của Quang Anh. Trong video này mình hướng dẫn cho các bạn cách đơn giản nhất để research các app trend xu hướng trên Play Store mà không cần mất một khoản phí dùng tool nào. Đến phần nghiên cứu trực tiếp ở trên Google Play thì trước hết các bạn nhớ là Fast IP US, rồi sau đó mình vào trên Store Play Store của US trên cái IP đấy để mình vào nghiên cứu. Các bạn chọn là app ha. Trong phần app ứng dụng này thì nó sẽ load ra cho mình là những cái filter đầu tiên này. Thì những cái app nào mà nó đang trend, đang top thì nằm ở trên này. Cái thứ hai đó là cái top chart. Top chart này thì các bạn có thể là nghiên cứu những top 3. Thì trong top 3 này các bạn kéo thanh trượt đi ngang qua thì chúng ta sẽ research, nghiên cứu thêm xem có những cái loại ứng dụng gì mà nó hay. Thì chúng ta sẽ có thể là nghiên cứu và xem xét cái ứng dụng nào mà mình thấy nó mới thì chúng ta có thể là click vào cái ứng dụng đấy, mình mở ra cái trang on page, mình thử xem có thử có cái gì đó nó hay và thu hút cho mình để mà đầu tư trong việc là làm public ha. Ví dụ chẳng hạn, ví dụ hiện tại là app về ChatGPT thì cái này ra hot trend, thì đây là một cái app mà nó mới lên top đầu tiên, top chart đầu tiên thì rất là nhanh, thì chúng ta có thể là bắt nhịp vào những cái trending này. Rồi thì mình sẽ cứ từ từ nghiên cứu trên cái phần top 3 này ha, và xem cái những cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp vào cái khả năng của mình nữa để mình làm. Đây là cái quá trình mình nghiên cứu research cổ điển nhất dựa trên Google Play trước khi mình sử dụng một cái tool nào đó để mình đính chính và so sánh lại tất cả những cái top trend, top free và những cái nào mà nó mới lên thì chúng ta có thể là nghiên cứu tất cả những cái này. Ví dụ như edit, cut, video, TikTok, tất cả những cái này nó đang trend ha. Cái bảng này là recommend và dưới này là những cái app phổ biến, thì những app này là những app phổ biến về app mà những cái brand, những thương hiệu khá là nổi tiếng rồi. Các bạn kéo xuống bên dưới thì các bạn sẽ xem thêm những cái top, những cái top về photo, video, xem có những cái ứng dụng gì mà nó đang mới về cái category về photo và video để mình có thể là học hỏi thêm, phát triển, để mà phát triển cái dòng sản phẩm này. Các bạn xem những cái nghiên cứu những icon, những cái logo, tất cả mọi thứ nó làm khá là chuyên nghiệp. Đến cái productivity này là gọi là cái loại app năng suất ha. App năng suất này có rất là nhiều loại app về cái ngách về office ha, ví dụ như app note này. Mình click vào xem ha. Vì chẳng hạn app note, app reader đấy, tất cả loại app này nó làm khá là chuyên nghiệp và với cái số lượng download cũng khá là nhiều khi mà nó public lên trên Play Store, nó chạy những cái loại app này khá là đầu tư khá là nhiều về cái công sức và cái tài chính để mà marketing. Đấy, app về năng suất cũng khá là ok, còn app về message tin nhắn này thì có thể là nó không phù hợp vào cái của mình là đầu tư. Ok, thì đây là những cái mà mình nghiên cứu cái phần top chart này, thì các bạn áp dụng những cái phương thức này để mà nghiên cứu và trước khi sử dụng một cái tool spy nào, research nào. Video này đã kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thông tin của nội dung video này hay á, thì các bạn like Spy King Cook Media để ủng hộ tinh thần cho mình ra thêm nhiều video nữa nhé. Phía dưới video mình luôn để một đường link thông báo khoa học quá trình một kèm một Risking App hàng tháng cho một số bạn không cần biết lập trình và không cần ngồi code, các bạn có thể tham khảo nhé.